những xe tải cỡ lớn náo loạn đường dân sinh. Một dự án đường cao tốc đang làm ảnh hưởng tới cuộc sống thường nhật. Bùn thải xử lý có đúng theo quy định? Tất cả là thực trạng đang diễn ra tại xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ, nơi có dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai giai đoạn 1 đi qua. Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, hàng loạt xe tải cỡ lớn phục vụ dự án không che chắn theo quy định, khiến đất bẩn rơi vãi dọc theo tuyến đường đi, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông và ô nhiễm môi trường. Không những thế, con đường dân sinh đã làm từ lâu, liệu có đủ sức gánh hàng chục xe tải lớn chạy rầm rập suốt ngày như thế này? Thêm vào đó, số bùn thải được múc lên được đổ trực tiếp tại một địa điểm cách khu vực múc khoảng 2 km. Quy trình xử lý sơ sài của đơn vị thi công đã đúng hay chưa? Rơi vãi khắp đường này, có tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất là cao, nên là chúng tôi là người dân nên là rất là bức xúc về vấn đề như thế này. Đem ý kiến đó phản ánh tới chính quyền địa phương là Ủy ban Nhân dân xã Yên Kiện, phóng viên nhận được câu trả lời khá bất ngờ. Ông Hứa Ngọc Đa, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho rằng đây là phần đất của người dân và việc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng tự lập đổ thải ở đây đã được sự đồng ý của họ. Rằng cái chỗ bùn thải đấy là cái dọc ruộng đấy là của một gia đình đấy nhỉ, gia đình đấy thì người ta trước người ta mua ấy, xã và thống nhất thế để cho cái gia đình, để gia đình người ta cho đơn vị thi công họ đổ cái bùn thải vào đấy mà. Người dân có thể không nắm được các quy định về việc này, nhưng chủ tịch xã Yên Kiện cũng không hiểu luật hay hiểu mà cho qua. Địa phương khẳng định đổ thải không ảnh hưởng tới môi trường, nhưng người dân vẫn đang bị ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống dân sinh. Những bức xúc ấy của người dân cần được các cơ quan chức năng có liên quan và đơn vị thi công dự án quan tâm sát sao hơn nữa. Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân huyện Đoan Hùng và Ủy ban Nhân dân xã Yên Kiện cần xác định rõ vị trí của điểm đổ thải. Liệu đây có phải điểm được tính toán trong hồ sơ thi công gói thầu hay không? Câu trả lời sẽ được Môi trường và Đô thị Việt Nam cập nhật trong các số ra tiếp theo.